mực nướng đã thành phẩm. Xin chào cả nhà, hôm nay gia đình KK Food sẽ ăn những món gì cả nhà nhỉ? Thứ nhất đó chính là món mực một nắng nướng cả nhà nha. Mực một nắng thì nhà KK có bán luôn nha mọi người. Rồi. Rồi, món thứ hai đó chính là sườn nướng. Rồi, nước sốt thì mình đã làm xong rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang công đoạn trộn nha cả nhà. Rồi, nước sốt của món mực thì mình có bỏ tương ớt nè. Bỏ một xíu tương ớt, một xíu mật ong với lại một xíu mà cái gì em tự nhiên cái em quên cái tên của nó. Sữa đặc. Rồi. Tại vì cái món mực này nó đã mặn mặn sẵn rồi đó cả nhà nên mình sẽ không có cần phải nêm thêm cái gia vị gì hết. Mình chỉ cần thêm mật ong với lại tương ớt với lại sữa đặc là ok rồi. Mình sẽ ướp ở đây trong vòng khoảng 20 phút hết cả nhà. Thì mình sẽ đi nướng. Rồi. Tiếp theo sẽ qua món sườn. Sườn thì nước sốt của mình á là một xíu mật ong, một xíu sữa đặc và một xíu tỏi ha. Mình có thêm vô đây một ít nước mắm cho nó thơm. Cho em bé ăn nữa cả nhà. Nó nhà mình không có ướp ướp. Rồi, sườn này thì mình cũng trộn đều ha, mình để tầm khoảng 20 phút đến 30 phút mình sẽ đi nướng nha cả nhà. Còn món bên đây là món thơm. Thơm mình sẽ rim với lại đác á. Tí mình rim cho cả nhà coi nha. Rồi, ok. Nguyên liệu của mình sẽ để tầm khoảng 30 phút rồi mình sẽ bắt đầu nướng nha cả nhà. Hôm nay ăn đồ nướng nha cả nhà ơi. Rồi. Nắng muốn chết luôn. Nhìn em như ninh da luôn. Ninh da đâu mày? Nè. Ninh da chào trái. Xe lắm. Sườn. Thôi mà không cho nghỉ ngơi nữa. Đi nướng. Chặt quá. Nướng gì mà thơm dữ vậy? Phải mở lên là có người bốc hơi. Thịt nó vàng rồi đó cả nhà. Nhà mình có nướng thêm 5 cây nêm. Khói bay mịt mù. Đúng rồi. Có rồi. 5 miếng thành 10 miếng luôn. Có rồi. Nó sần nha, nướng nha. Nướng nè.
quá trình nướng mực. Mực này bên em có bán nha cả nhà, cần cứ liên hệ bên em. Ôi, con mực ngon quá ha, 1 ký sẽ được 4 con to bò chẳng nè. Đã không? Chả à. Ôi. Bà cháy. Bà cháy một tọ. Mày nướng xong chín rồi mình cắt ra. Còn nó chín à. Mày có mùi thơm luôn. Mực nướng đã thành phẩm. Rồi đây là bữa ăn ngày hôm nay của gia đình mình nha cả nhà. Hôm nay gia đình mình sẽ ăn đồ nướng. Hôm nay cái nướng nó hơi đen. Ở trong hình thì nhìn nó hơi đen như ống ngoài nó thì nó không đen lắm lắm nè. Một xíu ăn thì nhìn nó sẽ bấm. Rồi bây giờ gia đình của mình sẽ bắt đầu ăn nha. Hôm nay sẽ có món mực nướng nè, món sườn nướng với lại món cái món kia là món gì đấy, nem nướng là ok nha, mình rất là ăn cả nha. Hello, chào mừng cả nhà đã đến với video tiếp theo của Kaka Food nha. Khang đâu rồi? Ăn chào cô chú à. Chào cô chú. Dịp mời cả nhà dùng bữa cơm trưa với gia đình mình nha. Hôm nay dùng toàn món nướng nha. Ở trong này, ở trong hình em nhìn thấy nó đen nhưng mà ở ngoài không có đen lắm đâu. Đen dữ. Rồi ăn đi anh. Dạ. Mời cả nhà ăn đi. Mời cả nhà dùng bữa nha. Hai mời cô chú à. Ngon. Ăn đi em. Có nem nướng. Nướng lại có. Hãy quay cái này nước chấm thần hánh nè. Sẽ tới ớt xanh nè. Còn này ớt đỏ luôn. Nguyên combo ớt cay tổng hải sản đủ thứ luôn nè. Cay à, ăn cơm đi, con ăn cơm đi, nè đồ ăn này của Khang nè. Chúc Khang ngon miệng nha. Ăn cơm ăn có nhờ. Em ăn xương. Gặp xương á, xương nãy nướng có mật và nem nữa. Cái nhà ăn ngon ghê. Đây rồi bà ăn tầm thơm thơm dưới luôn. Ba ăn thơm. Ăn thơm ăn giấc ngủ lắm đó hả. Miếng mật ống à, mật ống nướng à. Chấm ớt không? Dạ không. Dạ không. Đúng rồi. Ngon. Ngon lắm. Ngon lắm hả? Rau cải nè, đủ thứ á. Chưa leo cà rốt, thơm. Con hỏi cô chú. Ngồi ra nè. Mẹ hỏi cô chú nghe ăn cơm với món gì nè. Mẹ ăn leo. Chứ ăn giấy đâu ạ. Rồi mũi thật không. Ăn có leo. Ngon à. Thôi ăn từ từ thôi nha. Thôi ăn từ từ thôi nha. Nhấp đi. Nha. Mềm mềm hả?
Sườn sao em? Ngon. Cạp với sới luôn. Mềm mềm. Mềm mềm. Nhìn trong video nhìn thấy đen còn lùi rồi bác. Nhưng mà ở ngoài không có đen lắm. Mềm mềm. Sắp bị tối à. Ăn gần ngon lắm. Không đen má nữa nè. Ăn nhẹ miếng mực nè. Đây mực à. Mực nướng nha cả nhà ơi. Cái vị ăn. Em ướp nó vừa ăn. Vừa ăn à. Cái này là cái nem nè. Hồi nãy mình nêm mềm mềm. Mềm mềm. Trộn sữa với mật ong trước đó cả nhà. Không nêm nè, ở lúc nướng á nó dễ bị đen á. Mất cả nhà mà có nướng á thì mềm có thể là sắp chín rồi mình vớt lên á. Mềm mềm. Ăn à. Mềm mềm. Con nói cô chú ơi. Hay ăn ngon quá. Ngon không? Mềm mềm. À, ngon không? Ngon lắm. Mặt. Ngon lắm hả? Mặt chấm như vậy. Sẽ tới ớt xanh đi. Ớt xanh. Xanh luôn. Đồng bộ luôn. Mềm mềm. Con cạp mềm 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 ngon. Dĩa này mình múc bàn là chắc à cũng êm à. Ba ba ăn mà múc bàn là như là ăn hết rồi ăn à. Vợ cũng phải ăn luôn. Ăn hết rồi. Nhưng mà ăn hết không? Bữa anh múc bàn cái tôm á. Tôm hả? Tôm bao nhiêu? Nửa bầy rồi cũng cơm mâm này nữa. Gì hết không? Ăn ăn nghe không? Các ăn đàng hoàng nha. Ăn đàng hoàng thì mẹ mua múc mẹ mới cho con lên con múc bàn với ba. Khai ăn đi. Ừ, ăn ăn đi. Mẹ yêu ăn ớt cay đỏ đỏ ớt cay cười. Đúng rồi, ớt cay cười. Ấm ấm. Mẹ yêu rồi. Cảm ơn con yêu nha. Đấy. Dạ. Trời ơi, dạ lắm. Ấm. Ăn cơm này, ăn cơm nè. Ăn dưa leo không? Cạp dưa leo đi. Ăn ớt cay. Ăn ớt cay. Ớt cay. Đúng không? Không chấm nào, không có cay luôn. Con mời cô chú ăn đi. Con mời. Ăn dưa leo. Leo. Với con. Con. À. Mình nói chuyện với người lớn là mình phải ạ nha con. À. Dạ. Ăn từ từ nha con. Ừ, ngon mà. Ngon không? Ngon quá. Đặc nấu. Nãy em đi mong miếng sạch tế với lại chút xíu sạch tế với lại chút xíu tương ớt với lại sữa mật ong. Em cũng không có nêm món nêm gì cho nó thấy nó vị vị vừa ăn rồi trắng thôi vừa chứ bớt bỏ ngay nhẹ nhẹ mật lạnh lùng á nó hơi mặn á em không dám nêm gì hết. Quá ok ngon à. Cảm ơn ngàn bà mẹ ăn xíu ăn nhé ăn xíu ăn mẹ ăn bà ăn quá trời người ăn luôn bà ăn. Ăn rau cô giáo của Phúc em tên gì nhỉ? Mẹ
Mẹ cảm ơn con nha. Ha say. Dạ. Chị mẹ yêu. À. Cô Khang tên gì? Mẹ xe ra dục. Mẹ đâu có dục, mẹ nhớ mẹ ăn nào. Mẹ ăn. Ừ. Ăn rau vô chung ngon à, khá ngon ha. Ăn hết như heo hả? Cái này nó hơi đen nên mẹ bỏ này ra. Ăn cơm á. Ăn cơm nhóm ba nè. Đúng không? Múc cơm à. Con ăn hết cái đồ mẹ làm cho con đi. Mẹ lượm ra. Mẹ lượm ra. Nhiều quá. Cảm ơn. Ừ, nó mụn mút nè. Mẹ đâu đó đi. À, mẹ cảm ơn con. Ừ. Nó ngủ à, mút ăn à, xin chờ mút như sao à. Mút ăn à. Rồi mẹ để dưới đây mẹ ăn nè. Con ăn cơm đi, mút cơm dễ giỏi đi, con nhân bảo. Ăn dưa leo nữa hả? Nó thật ớt không? Nó thật ngon nha em. Mật em nãy chưa ăn mật hả? Rau nãy em ăn mật. Rau nè. Cái bốn con nướng nó teo lại. Còn ngấm. Này nè, đây này mẹ lấy cho con à, cái này nó khét, nó đen đen mẹ vừa rớt ra nè. Nè, ăn cắm nó, cầm nó ăn đi. Ngon. Bà ăn hôm nay gần 500 ngàn á. Ừ. Ký mật rồi hết 400 ngàn. Thêm sườn. Ừ, nó dùng 160. Nước à. Ừ, thêm gia vị nữa. Nước. Nước à ha. Nước suối. Nước suối nè. Không có cái chai cho con. Quá nãy chưa có đem lên. Rồi. Bú. À, bú. Chút ăn không mà ngủ rồi bú. Trời ơi dậy dậy à. Nêm. Nêm chả à. Ghim vô. Ghim vô. Bắt luôn. Mực này nó mềm chứ nó dai. Ừ. Cảm ơn này nó xanh là hợp vậy luôn. Không. Hợp. Cảm này hợp hay không? Sườn đó thì chấm cái này. Sườn nem chấm cái này. Ăn thơm. Thơm cà rốt chua leo. Chập chua mòn. Bấm tâm. Ừ.
Sườn em ăn sườn hả? Tự xử luôn. Năm dần kết thúc video tại đây cả nhà. Chúc mình ăn riêng cái này, nãy ăn cơm. Nãy ăn cơm với lại đồ ăn rồi. Đã hết cơm rồi. Cho nên chắc ngưng ở đây à. Cả nhà. Cả nhà cuối cùng vui vẻ. Nếu cả nhà thấy video hay, hãy đừng ngần ngại cho một like nè hai, và lượt đăng ký kênh để ủng hộ Kaka Food nha. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, có ạ đây, có ạ cô chú rồi, bye bye. Bye cô chú nha. À, cô chú à, dạ không biết nhớ cô chú một cái. Dạ. Bây giờ cho phép mình nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại cả nhà những video kế tiếp. Bye bye. Bye bye. 2000 years later. Hello cả nhà. Hôm nay bye bye cả nhà thì nhà mình là Tịnh Phong. Cũng rất khó cái mâm này luôn á cả nhà. Nhưng mà no quá, còn hai cục sườn với lại miếng nướng lâu. Rồi, hẹn cả nhà trong cái video kế tiếp theo của gia đình mình nha. Bye.